Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Thanh Đoàn lên tiếng khi bị mỉa mai nhà vô phúc. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn là cặp đôi nhận được nhiều sự yêu mến của khán giả. Không những sở hữu sự nghiệp ổn định, cả hai còn nhận được sự ủng hộ nhiệt tình từ gia đình khi quyết định bên nhau. Dẫu vậy, vì sự nổi tiếng, Hà Trí Quang và Thanh Đoàn không ít lần bị dư luận mỉa mai, bình luận không hay về mối quan hệ đồng giới. Trước những ý kiến tiêu cực về mối quan hệ của cả hai, Thanh Đoàn bộc bạch: từ lúc cả hai bắt đầu quen nhau đến nay, chỉ biết tập trung làm việc, hai đứa có nói với nhau rằng phải thật thành công hơn nữa để lo lắng cho cha mẹ chu toàn và cũng muốn cho xã hội thấy rằng năng lượng tích cực của cộng đồng giới tính chúng tôi. Tuy nhiên, dù mình làm có tốt như thế nào, tài giỏi và thành công thế nào, không làm ảnh hưởng đến ai thì cũng chẳng chặn được những bình luận tiêu cực. Có người nói rằng sao hai thằng con trai mà lại yêu nhau, chắc cha mẹ hai bên xấu hổ, gia đình vô phúc. Thậm chí còn có những lời còn nặng nề hơn nữa. Nhưng thôi, miệng là của thiên hạ, cuộc sống là của mình. Mỗi người đều có một suy nghĩ khác nhau, vậy nên đừng bao giờ bắt người khác phải sống và làm theo ý của mình, Thanh Đoàn chia sẻ thêm. Thanh Đoàn không quan tâm đến những lời mỉa mai của dư luận, cả hai chỉ cần gia đình ủng hộ là đủ đây. Thanh Đoàn, Hà Trí Quang luôn động viên nhau cố gắng thành công, cả hai chỉ mong muốn mang đến giá trị tích cực cho cộng đồng. Thật sự cảm ơn ba mẹ hai bên rất nhiều vì đã yêu thương, hiểu và chấp nhận tình yêu của hai đứa. Kể từ ngày bắt đầu quen nhau đến nay, ba mẹ chưa bao giờ buồn hay ngăn cấm điều gì cả. Ba mẹ còn nói miễn hai đứa hạnh phúc là được, Thanh Đoàn nhắn nhủ với ba mẹ. Thanh Đoàn còn chia sẻ thêm rằng mẹ của anh có lần còn nhắn nhủ cả hai đừng bỏ nhau, hãy ở bên thật lâu. Bên cạnh đó, cặp đôi còn tiết lộ vào cuối năm nay sẽ cùng nhau đón hai thiên thần nhỏ. Cặp đôi được bố mẹ nhắn nhủ hãy ở bên nhau thật lâu. Cả hai thoải mái công khai giới tính, thường xuyên mặc đồ đôi. Từ ngày công khai yêu đương, Hà Trí Quang, Thanh Đoàn thoải mái chia sẻ khoảnh khắc đời thương của gia đình. Chuyện tình đẹp của cặp đôi là nguồn cảm hứng cho những người thuộc cộng đồng LGBTQ+. Tình yêu vốn không phân biệt giới tính, sắc tộc, địa vị hay tuổi tác, bởi đích đến không phải một đám cưới hoành tráng mà là sự hạnh phúc. Dù chúng ta là ai, nói ngôn ngữ gì hay hình hài thế nào đều xứng đáng được thể hiện tình cảm, miễn đừng làm ảnh hưởng tới người khác. Hà Trí Quang và Thanh Đoàn cũng thế. Từ khi quen nhau, cả hai không ngại những chỉ trích của dư luận, miễn là bản thân, gia đình hạnh phúc, ủng hộ là đủ đây. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.